Thanh thiếu niên này đã qua Campuchia và bị đánh đập dã man. Rất may em ấy đã trốn thoát được về. Tên thì việc nhẹ lương cao gì đó, rồi đi theo bạn. Đó là em xem thấy là có đăng tuyển hả? Dạ. Nó làm việc nhẹ lương cao, mình làm không được tiền cho nó đánh đập, nó trích điện. Trích điện nữa? 2-3 giờ khuya em trốn về, lấy quần áo này buộc vô khu từ lầu 6 xuống, đi qua rừng hai ngày nữa mới. Là đi băng qua rừng, cứ đâm băng một từng thẳng đi. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Thưa cả nhà, nếu theo dõi trên truyền thông, có rất là nhiều thanh thiếu niên ở độ tuổi vừa lớn thì đã bị dụ dỗ sang Campuchia để đi làm, kiếm tiền với những lời nói làm việc nhẹ lương cao, và những thanh thiếu niên đó đã từ bỏ công việc ở Việt Nam mình để qua bên Campuchia để làm việc kiếm tiền, mong rằng có được tiền nhiều để về thay đổi cuộc sống. Nhưng sự thật khi qua bên đó không phải như vậy. Các thanh thiếu niên qua bên đó lừa đó để mà rồi bắt người nhà phải chuộc về với số tiền khá là lớn. Nhiều gia đình có đủ điều kiện thì chuộc về có thể được, nhưng với số tiền cả hơn 100 triệu mà chuộc về với một gia đình nghèo. Bởi vậy cho nên những thanh thiếu niên đó đã bị đánh đập, thậm chí bị tra tấn rất là dã man luôn. Hôm nay Trung đang đứng ở đây là vị trí của huyện Gò Vao, tỉnh Kiên Giang. Trung muốn dắt cho bà con đến đây để biết một cái trường hợp của một thanh thiếu niên cũng mới vừa tròn 22 tuổi thôi. Thanh thiếu niên này đã qua Campuchia và bị đánh đập dã man. Rất may em ấy đã trốn thoát được về. Cái cảnh trốn thoát như là một cái phim hành động này thưa cả nhà. Một cảnh rất là như phim hành động này vậy. Và bây giờ Trung đang đứng ở đây và gặp người cha của em ấy đang ngồi ở đây thưa cả nhà. Ở đây thì cũng có bà con mình đang ngồi ở đây. Thưa anh, xin lỗi, anh tên là gì anh hả? Anh em tên Danh Sịp. Danh Sịp hả? Dạ thưa anh, là hiện tại là anh có một người con trai là đang sống với anh đúng không? Dạ. Và gia đình của mình là hiện tại như thế nào rồi? Gia đình bây giờ nghèo khổ vì con cháu nó bệnh hoạn, không có tiền đi nuôi bệnh hả? Rồi vợ anh đâu? Vợ thôi nhau lâu rồi, mười mấy năm rồi. Mười mấy năm nay rồi. Dạ. Rồi anh có mấy đứa con? Hai đứa ở với em, đứa ở với mẹ, ta đi tu rồi. Đứa ở với anh là đứa lớn hay nhỏ? Lớn. Đứa lớn hả? Dạ. Đứa nhỏ kia là ở với mẹ đi tu rồi. Dạ. Còn này đứa lớn là đang sống với anh. Dạ. Rồi đứa con trai anh là tên gì? Thằng lớn hả? Dạ thằng lớn. Danh Đức. Danh Đức hả? Dạ. Danh Đức này hồi trước là làm ở đâu vậy anh? Hồi trước nó làm bên Bình Dương, rồi thấy nhân tin thì việc nhẹ lương cao gì đó, rồi đi theo bạn gì đó, rồi ta rước lại xe, ta lại rước đi luôn á. Anh có biết là lúc rước đi không? Hồi đó em cũng phổ hộ ở đây ngày có 220, rồi nghe ta nói rồi phân phanh nó đi bị lừa, bởi vì đi bán cái gì đó, rồi kêu ở đây đi chuộc đi 150 triệu, rồi bên đây nghèo khổ có tiền đâu để mà đi chuộc. Lúc đi như vậy thì Danh Đức có báo cho anh biết không? Hồi đi thì không biết, rồi bị ta lừa, rồi làm tháng 2-3 tháng gì đó, rồi bị rồi không thấy tiền lương thì đó, rồi nó điện cho em này á. Không thấy lương, rồi lúc đó Đức mới biết là mình bị lừa, rồi Đức mới liên hệ cho anh. Dạ. Rồi kêu là bên họ đòi chuộc về là số tiền bao nhiêu? 150 triệu. 150 triệu? Wow, một số tiền đó là lúc đó rồi. Anh có đi lo liệu gửi tiền không? Trời ơi, làm hồ ngày có 220, có tiền đâu mà đi chuộc. Rồi lúc đó rồi anh đã như thế nào khi mà con mình đang cái cảnh mà đang bị đánh đập như vậy và đòi chuộc số tiền mà anh không có? Lúc đó anh làm cái gì? Hồi đó em cũng đi làm hồ đó, rồi con nó điện về biết sao nữa mà. Anh có vay mượn hay gì không? Mượn ai mà chó, đi làm hồ ngày 250, mượn ai mà chó.
Ở đây xóm mình cũng không ai có luôn. Rồi lúc đó anh là bỏ mặt con mình luôn hay sao? Anh bỏ mặt con mình luôn. Lò để ngồi khóc hả? Xong mấy cô lúc đó à, khi mà nghe tin con mình như vậy thì ảnh ở đây thì ảnh có chỉ khóc thôi hả? Ở đây là mình là người dân tộc Khmer không có mấy cô? Người có nhà người rồi không có ai có hết trơn rồi, xong rồi anh chỉ biết là ngồi khóc con mình thôi. Cô vô sao ngồi khóc hết trơn á? Ai vậy giữa thôi nha, mười mấy năm rồi đó. Gần gần nhau vậy đó, ngồi khóc vậy đó. Ngồi khóc á, anh chị nghe nó mượn nghĩa mà có tiền đó mà cuộc mượn quá. 100 mấy triệu hay ở đây nó 2-3 triệu kiếm được. À, đồ việc mà nó... Em lo cho được nó thấy lâu. Dạ, việc mà nó đòi là 150 triệu như vậy là bao lâu rồi cô? Hỏi lâu là được mà mấy tháng không? 4 tháng nay luôn. Chắc từ đó mình cũng không, lúc đó chỉ là biết cắn răng chịu đựng thôi đúng không? Không biết là lại Phật thôi chứ không biết cách nào nữa. Cô biết bây giờ con của anh đang đâu rồi? Đức á? Ở bên sao hả? Là ở nhà anh có sao hả? Anh chắc qua thăm Đức ha. Ở cái nhà cái sự việc mà em Đức này đang bị như vậy thì là trước đó thì cũng là có hàng loạt nhiều người đã bị như vậy rồi, và nhiều người cũng đã không may là bị rơi vô cảnh thậm chí là mất mạng ở đó luôn. Ủa nơi kia phải là Đức không? Dạ, danh Đức á. Ở danh Đức á hả? Dạ. Ủa đây là nhà anh hả? Dạ, ở như nhà bà chị cho các cái chòi cho ở... Đây thì đâu phải là gọi là nhà. Chỉ là một cái che thôi, đâu có cửa không anh? Dạ. Ồ, dạ. Chào em. Đây là mình nuôi... Nó bà chị là nuôi vậy đó hả? Dạ. Như vậy thì đây là đất của nhà bà chị. Dạ. Rồi bà cho mình ở đây để mình che tạm mình ở đây hả? Che tạm ở đặng nó đi ra đi vô tắm rồi đi vô toilet này thì nó gần gần gì đó. À dạ. Đi xa không được, thành ở đây để gần cái toilet để cho ở đây đúng không? Anh xịp là ở đây bao lâu rồi? Cũng ở mười mấy năm rồi. Dạ, từ lúc chia tay với vợ tới giờ luôn hả? Dạ. Đức em năm nay nhiêu tuổi rồi Đức? Em 22. 22 tuổi rồi. À, rồi em đi làm Bình Dương là bao lâu? Em đi làm cũng mấy năm. Mấy năm nay hả? Cũng mấy năm rồi, xong sau đó là em đi qua Campuchia. Em có thể kể một xíu anh cho biết là lúc đó em thấy thông tin từ đâu mà em lại quyết định đi Campuchia vậy? Thông tin từ trên mạng internet. Internet là em xem thấy là có đăng tuyển hả? Dạ, đăng tuyển rồi làm. Đăng tuyển họ lúc đó họ nói như thế nào em? Họ nói làm việc nhẹ lương cao thì đó, em đi theo. Việc nhẹ lương cao có nói là lương bao nhiêu không? Lương cũng tháng 800 đô. Wow, 800 đô là cũng cỡ... mười mấy triệu tiền Việt Nam. Cỡ tầm 18 triệu tiền Việt Nam. Đấy. Rồi em quyết định là em đi. Lúc đó em đi một mình hay đi có ai nữa không? Có 4 người, 3 người trên xe với mình em. Nữa là 4 người. 4 người là 3 người trên xe. Là lúc đó là 3 người trên xe là có quen biết với em không? Không quen. Là như vậy thì 3 người trên xe với em là 4 người là sẽ qua bên đó là có ở chung không hay là họ tách riêng ra? Họ qua bển họ tách riêng ra, người một phòng riêng, tách riêng ra. Rồi khi qua đó là em làm cái gì? Làm đánh máy tính ngày mười mấy tiếng, ngày 15-16 tiếng.
đánh máy tính à? Là theo như cái thỏa thuận là qua đi đánh máy tính luôn hay sao, hay là? Dạ đúng. Nhưng mà đánh máy tính là mình đánh nội dung cái gì trong đó? Là bên TikTok, mạng Facebook, TikTok Facebook của. TikTok Facebook. Nhưng mà mình mục đích là mình làm cái gì, quảng cáo hay là gì? Quảng cáo. Quảng cáo là nội dung là gì ạ? Quảng cáo bên TikTok đồ á, TikTok Facebook đồ. Ừ. Quảng cáo TikTok Facebook thôi. Ồ thì như vậy thì cũng tốt mà đúng không? Ờ, nhưng mà lại tại sao lại xảy ra cái cơ sự mà cuối cùng là mình phải trốn chạy như vậy? Mình làm không được tiền cho nó đánh đập nó chích điện. Làm không được là sao, làm không được? Làm không có tiền cho nó. À tức là quảng cáo trên đó là phải có tiền mang lại cho nó. Dạ. Còn nếu không có tiền thì nó đánh đập. Nó đánh đập nó chích điện. Chích điện nữa? Dạ. Wow. Có cái nào mà giấu chơi chích điện là chích ở đâu vậy em? Chích lưng. Lưng hả? Nó chích là nó châm vô cái nó rút ra hả? Dạ. Châm có tí xỉu không có. Ừ. Rồi lúc đó qua đó thì có nhiều người làm được hay không? Cũng nhiều người. Việt Nam nhiều. Hồng như 70-80 người. Ừ. Nhưng có người làm được, có người làm không được hả? Dạ. Nếu làm được là quảng cáo được cho bên TikTok. Dạ. Cụ thể là em nhớ không? Cụ thể chi tiết là em làm như thế nào không? Cũng lâu quá em cũng. Ừ. Rồi xong rồi mình làm không được cái nó bắt ra ngoài luôn, nó không cho làm nữa hay sao? Dạ. Làm không được nó đánh rồi. Lúc đó em có biết gì về đánh máy tính chưa? Dạ biết chút. Hồi trước em đã học lớp mấy? Em học lớp 7. Lớp 7. Em có biết chút về đánh máy tính thôi. Dạ. Rồi nó kêu qua, nó giờ nó tuyển người một cách vô tội vạ luôn. Dạ. Cũng người đánh, cũng người làm được thì nó trả lương đúng không? Cũng trả lương. Cũng có trả lương. Dạ. Còn em làm trong bán lẻ, em làm không được thì có được trả lương không? Không. Không có lương luôn. Dạ. Nhưng mà khi mà đi qua bên đó thì mình đâu có biết được rằng là khi mà làm không được thì bị như vậy đúng không? Dạ. À, nói chứ nói là chỉ qua bên đó thôi. Dạ. Wow. Thì không biết là các bạn trẻ bên Campuchia, ở Việt Nam qua bên đó là những người làm được thì có đang làm gọi là được trả lương xứng đáng hoặc là không bị đánh đập hay không nữa. Những cái người kia đang mà ở làm được trên đó có đối xử đúng và tốt không em? Tốt, làm được thì nó đối xử tốt, làm không được nó không đối xử nó không tốt. Wow. Dạ. Ở Việt Nam mình thì đâu biết được, khi mà qua bên đó mình đâu biết được là làm cái gì đúng không? Dạ. Mình và làm mà được không được thì bị sao? À, rồi như vậy rồi, khi em bị đánh đập như vậy là nó cho ăn uống không? Có khi cho nó, có khi không cho. Rồi khi nào mà nó đánh đập mình? Làm không được nó đánh đập mình. Rồi cái có nhiều người mà bị cùng với em giống như vậy á. Dạ. Là nó đưa vô chung phòng hay là tách riêng ra? Vô chung phòng, phòng ở 5-6 người. Là những người không được. Dạ. Rồi lúc đó nó kêu trả mình về Việt Nam không? Nó kêu người nhà chuộc 150 triệu. 150 triệu. Dạ. Là nó cho phép mình gọi về nhà. Dạ. Nói gia đình là chuộc về 150 triệu. Dạ. Lúc đó em đã gọi về cho ba em. Dạ. Nhưng mà em biết rằng là ba em không đủ khả năng để làm việc đó để chuộc em. Dạ. Thì lúc đó em thấy sao? Lúc đó em cũng suy nghĩ em trốn về. Một, hai, ba giờ khuya em trốn về. Lấy quần áo này buộc vô, buông từ lầu 6 xuống. Gì? Em lấy quần áo buộc từ lầu 6? Dạ. Là em ở trên lầu 6 hả? Dạ, ở trên lầu 6. Buộc làm cái sợi dây xuống đó hả? Dạ, em đu xuống. Wow, không sợ đứt hả em? Cũng hơi sợ, tại đi. Dạ. Em nghĩ rằng nếu trường hợp mà buộc đu xuống như vậy đứt thì như thế nào? Dạ. Nếu lỡ rủi á. Mà buộc là lúc đó một mình em làm hay là em làm dưới như bạn ở chung phòng? Lúc đó có mấy người vậy em? Hồi đó về trốn về cho em có 4 người. Là 4 người cùng việc mà lấy quần áo với nhau hết. Rồi cột vô làm một sợi dây. À, rồi mình thả thòng từ trên lầu 6 xuống. Là lúc 3 giờ sáng. Rồi 4 người lần lượt đi xuống từng người xuống hay sao? Xuống từng người. Xuống được người này là xuống tới người kia.
là bốn người cùng phòng là thoát được. Có thoát được không? Có bị người ta vây gì không? Không, thoát được hết. Có không bị phải xuống dưới đất rồi còn bị hàng rào nữa không? Có hàng rào nữa. Tụi em đu qua. Đi qua thêm hàng rào nữa. Rồi qua hàng rào như vậy thì rồi lúc đó tụi em tiếp tục đi đâu nữa? Đi qua rừng hai ngày nữa mới tới gặp. Qua rừng lúc đó em có biết là em phải qua rừng như vậy không? Đi đại như đâu biết đường đâu, đi đại. Sao đường thẳng mình không đi mà mình phải đi qua rừng như vậy? Đâu rừng không à, rừng với xung quanh là rừng hết. Yeah. Là đi băng qua rừng. Yeah. Là bốn người đi qua rừng là mấy ngày vậy em? Dạ, hai ngày. Hai ngày một đêm hả? Yeah. Wow. Rồi đi như vậy nguy hiểm quá rồi. Rồi mình ngủ là như thế nào? Đi hoài chứ không ngủ. Đi thấy có lộ thì đi hoài. Cứ đâm băm một tầng thẳng đi. Yeah. Là đi thẳng một đường luôn rồi không ạ? À. Rồi vậy là còn ăn uống rồi sao? Ăn uống xin cơm người dân ở đó, người ta ở trên trên rừng là cũng có một số người dân. Yeah. Là mình xin cơm những người đó. Yeah. Là họ cũng cho ha. Yeah. Rồi lúc đó là ra đường, ra tới đường lớn hả? Dạ. Yeah. Ra đường lớn tụi em làm bằng cách nào nữa? Thì ra tới đường lớn là có vô nhà người dân kể gì đó, xin người ta bao xe cho về tới Việt Nam. À, em vô nhà dân em xin tiền hả? Dạ. Yeah. Rồi người dân đó mới cho về. Yeah. Lúc đó em giao dịch với người dân bằng tiếng Khmer luôn. Yeah. À cũng may ha. Yeah. Cũng may em là người Khmer thành ra là em nói được chuyện bằng tiếng Khmer. Yeah. Còn ba người kia là có biết tiếng Khmer không? Dạ không, người Việt. Người Việt. Yeah. À, cũng may ha. Yeah. Rồi em xin rồi những người dân đó họ nói thấy tội quá hả? Dạ. Yeah. Họ ta bao xe cho về. Và lúc em về bằng cửa khẩu nào nhớ không? Cửa khẩu bên Hà Tiên. Lúc qua nó hỏi giấy tờ gì không? Có. Rồi có mình có giấy tờ không? Mình đưa không? Không, không có giấy tờ. Nó lấy hết trơn. Rồi mình qua đó mình nói như thế nào mà nó họ cho về vậy? Nó mình bị lừa qua đó rồi. Công an ở đó đây cho tiền mình về. À. Và chắc ở viện cạnh đó bên công an cũng biết đúng không? Dạ. Cũng biết. Rồi thành ra là mới cho về như vậy chứ đúng là qua cửa khẩu là bị sai, không biết là bị sai đấy. Khi mà em bị như vậy, quay trở lại câu chuyện lúc em đang ở trong đó là em bị giam cầm tính ra bao lâu rồi? Em ở đó là 3-4 tháng. 3-4 tháng luôn là giam cầm trong cái trong phòng đó luôn. Rồi lúc đó em có sợ gì không? Cũng sợ. Em sợ là sợ gì? Sợ mình vậy. Sợ mình có bị chết như vậy không? Dạ, có. Ở gần phòng, những phòng đó có những người giống mình không? Cũng có, cũng nhiều lắm. Cũng nhiều người như vậy luôn. Không ra tình trạng như vậy luôn. Không biết là làm sao mà Liên. Chắc chắn là cả nhà là có nhiều người giống như em Đức đây mà muốn về mà về không được. Nhưng quan trọng là về bằng cách nào, liệu chuột người có được hay không, đó là quan trọng nữa. Hôm trước cách đây chừng gần một năm trước là bên em YouTuber cũng qua bên đó là giải cứu rất là nhiều trường hợp, nhưng mà mình nghĩ là chỉ là một số nhỏ thôi, còn đằng sau cũng rất là nhiều nữa, rất là nhiều. Khi mà về gặp ba của em, bắt đầu gặp ba của em thì em bắt đầu lúc đó là sao? Cha con sao? Vui hả? Anh lúc đó anh có phải mừng đến nỗi khóc không anh? Hồi đó cũng gặp con nói chuyện với con không được khóc không hả? À, nói sao lúc đó sao? Hôm qua thấy con vậy đó là nói chuyện không được khóc. Nó không được khóc hả? Dạ. Thì con như vậy mừng quá. Mừng quá. Coi như là mừng quá mà mình đã được thoát chết luôn một cách là may mắn như vậy. Khi gặp lại con của anh, cái niềm cảm xúc lúc đó là nó dâng trào. Ký ức chắc chắn rằng là ai mà đã trải qua như vậy cũng đều sẽ là rất là đau và cảm thấy là như là một ký ức kinh hoàng.
về cái việc mà mình đang sống một cái trên đất nước người mà có thể mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào luôn. Rồi cái lưng của em có để lại những dấu vết gì không Đức? Dạ không có. Đang xem được không? Hết rồi. Hồi đó có gì hết rồi. À, em sao? Trời ơi, sao em đứng lại xíu cho bà con coi coi. Sao mà bây giờ, hồi trước em bao đi là bao nhiêu ký vậy? 4 mấy. Bây giờ bao nhiêu rồi? Quay lưng cho bà con coi đó. Trời ơi, còn cái xương không à, cái nhà xương không à. Cái tay nó ta châm điện vô nó còn đâu châm điện. Vậy hết rồi. Chỗ nào hết rồi đó. Ờ đây hả, cái dấu vết châm điện nè hả? Nè. Còn có thẹo nè. Rồi còn mấy khác nữa không? Cái này hết. Rồi hôm nay có đi khám bệnh viện gì không? Dạ có. Có tiền đó mà đấy. Bác sĩ Tùng ở Sông Giang chúng ta chuyển được điểm cho mai trai đó cậu. Về đây là bao lâu rồi Đức? Về đây mấy bữa. Ừ. À, lúc trước về á gì hết rồi hết. Đi làm nữa. Bị đau lại đó. À. Về cũng đi làm nữa. Đi làm nữa. Sức đâu mà làm nữa. Bây giờ phải là bồi dưỡng sức mới được. Một câu chuyện mà nghe thực sự mà nói là cả nhà rất hết sức là thương tâm khi mà những người Việt Nam mình không có tiền phải đi ra như vậy. Cái nhà nhìn thấy cái ngôi nhà như thế này, đây đông không phải là ngôi nhà mà chỉ là một cái chòi thôi, cái chòi để mà che nắng, nhưng mà cũng may phước là có bà chủ ở nhà ở đây cho một cái đất ở tạm. Chứ cái nhà nhìn thấy không có cửa nè, rồi cha con ngồi đây, đây là bên kia là vịt, bên này sao là gà hả, là chuồng gà hả? Cái này gọi là chuồng gà. Qua cái cậu kia cho. Kia, bên kia là vịt nuôi bên kia kia. Đấy, thì gọi là ở tạm thôi chứ đâu có cái gì đâu để mà. Dạ, cho đây cũng gần có toilet ha, đi tắm rửa cũng đỡ. Dạ. Em đi xa không được. Ở đó khi nào mà em khóc không Đức? Em khóc là khóc lúc nào? Lúc bị đánh hay là lúc nào? Lúc bị đánh. Bị đánh à? Rồi những người cùng phòng với mình như vậy, họ cũng có tình trạng như vậy không? Có. Họ cũng có gì. Rồi bây giờ những người đó ở đâu em mới biết không? Bán vào chỗ khác hết rồi. Không, cái những người ba người mà cùng trốn về với em á. Về tới bãi, về tới nhà người ta. Về tới nhà hết rồi. Dạ. Rồi em có biết ở nhà họ ở đâu không? Ở bên Quảng Ngãi, bên ở xa. Ở Quảng Ngãi luôn á hả? Qua cửa khẩu Hà Tiên rồi đi về tới Quảng Ngãi luôn. Ừ, nhưng mà em còn liên lạc được những người họ không? Không. Không số. Ừ, chỉ về cái là mừng rồi chứ còn không có mà đây mà liên hệ. Này anh gửi cho em nha, Yến. Anh nghĩ rằng là cái cơ thể của em á, cơ thể của em á thì cần phải uống cái này vô để mà hấp thu á. Đúng không? Để hấp thu cho nó tốt cái. Chứ bây giờ sức khỏe yếu quá. Bây giờ em hồi trước là đi là bao nhiêu ký? 4 mấy gần 50. Dạ. Mà bây giờ còn lại em đoán cỡ bao nhiêu? Em cũng không nhớ. Cỡ 30 mấy không? Chắc cỡ 30 mấy ký rồi. Xuống quá trời xuống rồi. Để uống cái đi cho nó gọi là lấy sức đi, thấy không? Chứ bây giờ tình trạng thế này đúng là cơ thể đang bị thiếu chất. Rồi cơ thể em đang bị thấy có biết đau nhất hay bệnh gì không? Cũng có đau nhất hỏi cho mình. Ừ. Cái câu chuyện này là có nhiều lắm đó nha. Có nhiều lắm. Nhiều trường hợp mà nhiều em mà bị như thế này á. Nè, uống cái đi em. Uống vô. Ở nhà có mua gì cho em ăn uống bồi bổ không anh? Cháo. Mua cháo hả? Mua cháo về nhà. Nhà ăn có. À.
Nhiều lúc bây giờ ăn uống nó ăn không có nổi, tại cơ thể đang khá là mệt, thấy không? Nên cần phải có những cái ít mình ăn từ 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 vô, ví dụ như đây nè, nó nhỏ nhưng mà nó có lượng chất nó cao. Uống hết luôn đi. Uống hết luôn đi. Bây giờ chất nó cần nó hấp thu vô từ 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 mới được, nó phục hồi. Cơ thể thì còn bị đau nhức mình mãi không? Bị đánh đập đúng không? Ừ. Anh đây, cái này là anh đưa cho em uống nha. Đây là cái thuốc nam. Nó là cao đông sơn, nó là từ cái bột ngải đen, ngải chống độc á. Uống vô cơ thể mình nó có, nó trị rất là nhiều bệnh luôn, rất là nhiều bệnh, trong đó là cái việc mà cơ thể mình đang mệt mỏi hay là đang bị đau nhức như vậy á, thì nó có cái này nó sẽ cái vô tác động, nó làm nó giảm đau nhức, nó phục hồi cơ thể em. Quan trọng nhất em sẽ khi uống là vô em cảm nhận là em ăn được và ngủ được, đúng không? Đó, mỗi ngày là cái muỗng cà phê đấy, ở trong này có cái muỗng, hoặc là dùng muỗng cà phê mình múc, cứ muỗng cà phê với muỗng mật ong này anh tặng luôn cái muỗng chai mật ong luôn, hay mật ong ruồi nè nha, rất là tốt. Dạ, cứ mình lấy cái ly thôi, mình lấy cái múc cái muỗng cà phê, múc cái muỗng bột với lại mật ong, muỗng mật ong mình pha uống nước ấm, uống sáng chiều 2 lần sau khi ăn. Dạ, có nước nữa, thêm nước ấm nữa. Ở cái này nó sẽ lần lần nó khôi phục cơ thể của em, từ từ em. Nhà em uống đi, trong vòng 1 tuần đến 10 ngày em sẽ cảm nhận cái sự thay đổi cơ thể em, đúng không? Đó, từ cái này là một cái sản phẩm bên nhà anh đang bán cho bà con và dùng rất là hiệu quả. Có vô kênh YouTube của anh nó sẽ thấy bệnh nhân họ chia sẻ là họ mừng đó, họ chia sẻ. Đó, cái này hữu duyên thành ra anh gửi tặng em cái này nha. Cái này là cha có gì pha cho em uống nha cha. Ừ, dạ. Cứ dùng cách uống như vậy nha. Rồi còn cái này uống cho hết đi em. Uống yến nhỏ xíu à, uống cho hết. Cho nó khỏe. Rồi yến này cứ uống từ từ nha anh. Nha, cho em uống từ từ. Một ngày hai cái đi. Để cho nó hấp thu cơ thể lần vô, nó khôi phục lần. Bà con Việt Nam của mình á, nhiều bà con thực ra mà nói là cũng vì khổ quá nên phải đi như vậy, vì kiếm tiền á, 10 mấy triệu một tháng thôi, 18 triệu một tháng mà phải qua bên đó đánh đổi, mong rằng là có sự đổi đời. Chứ ở Việt Nam không biết khi nào mà có thể là có việc làm, có nhiều tiền được. Đó là cái mà xã hội hiện tại mình đang mắc phải, nhiều người dân đang mắc phải trường hợp như vậy mà không biết làm sao để cải thiện. Trong cái đó bây giờ việc làm của nhiều bà con bị thất nghiệp nữa. Nhiều cô chú anh chị, nhiều anh chị bây giờ, nhiều các bạn trẻ bây giờ bị thất nghiệp phải về nhà, tại vì công ty cũng đóng cửa nữa. Nên nhỏ lương cao nhiệt dẻ nó không muốn đi làm. Dạ, có lương cao thì đi làm đi. Nhỏ nó không có mẹ, còn cái cha nó. Bây giờ có mình cha hả? Khôi phục sức khỏe nha. Nha, khỏe xong đi làm, ok. Rồi uống thuốc mỗi ngày đều đặn vô nha. Uống này tự động bệnh của em nó sẽ bớt rất là nhiều, nó cải thiện rất là nhiều, sức em khỏe lên luôn đó. Nha. Ăn được, ngủ được, quan trọng là ăn được, em ngủ được, em mới khỏe được. Rồi, hôm nay tới thăm một xíu nha. Bây giờ, em quên, còn cái này nữa. Còn một cái này quan trọng nữa. Đây, thưa anh. Cái này em gửi anh 2 triệu, anh ha, anh gì, danh xịp hả? Em gửi anh 2 triệu. Đây, của Mạnh Thu Quân tên là cô Phượng ở bên Úc. À, gửi cho mình 2 triệu để mà lo trang trải thêm. À, dạ, rồi cộng thêm ăn uống thuốc mà vô cho Đức Bao khỏe nha. À, hy vọng rằng đây cũng là cái bài học của rất là nhiều bạn trẻ, sau khi mà nhìn thấy trên mạng có những như vậy thì phải rút ra bài học cảnh tỉnh để mà biết xem xét kỹ đâu là cái nơi công việc làm đúng, để mình không bị vướng vào trường hợp giống như em Đức cũng như là nhiều bạn trẻ khác đang bị phải. Hy vọng rằng là sau clip này chúng ta sẽ tỉnh táo hơn khi mà lựa chọn công việc của mình. Ở bây giờ thì em xin phép chào hai cha con nha. Em cảm ơn anh chị Úc. Dạ, chị Phượng, cô Phượng. Vậy em cũng cảm ơn cô Phượng. Rồi cố gắng nha, cố gắng khỏe lên nha em nha. Các anh căng dặn rồi, căng uống nhiều vô cho khỏe. Thưa cả nhà, bây giờ Trung xin gửi lời chào tạm biệt cả nhà. Dạ. Chị cảm ơn 2 triệu 10 giang.
Dạ dạ không có gì, cả nhà bên ngoài. Bên ngoài bà con quá trời. Bên ngoài bà con tới đây xem. Gà trống nuôi con mà. À gà trống nuôi con. Gà mái nuôi con á, cái này gà trống nuôi con. À hơi khổ. Thấy ba mà ngưng nhiều nó cũng muốn đi. Cháu tôi cháu ta, con tôi con ta vậy tìm ta lừa mình đâu biết. Dạ dạ dạ. Thấy tụi nghiệm đó. Dạ dạ. Quay dạ thưa nhà, chúng xin gửi lời chào tạm biệt, chúc sức khỏe cả nhà luôn.